kính đáo an dân các vô hùng. Mừng hôm nay trống đồng dội tới, núi sông dây sóng anh hùng, trống đồng vang lên, trời đất muốt ngàn linh khí. Toàn dân vỗ quốc tổ hùng vương, cả nước vui ngày quốc lệ. Tưng bừng cờ xí rang rã trống chi, rực sáng sơn hà cờ đỏ sao vàng, thênh thang thắng địa thuyền xuôi sông bộ, sông ba dòng tưới mát môn phương, hổ lượn rồng bay núi trăm ngọn, chầu về một phía. Từ đỉnh cao cũng trượt có đồ, cùng nhìn lại hơn 40 thế kỷ, núi mây sừng sững công cha, sông nước dạt dào nghĩa mẹ. Nhớ thuở xưa mẹ từng nón cao tỏa sáng nghĩa nhân, cha vốn biển cả cục cường mưu trí, sắm đôi tài sắc kim cổ kỳ phùng, hợp một âm dương uyên ương tuyệt mỹ. Đẹp gia đình trăm trứng trăm con, vui sinh thủy một lòng một ý, cuộc mưu sinh thử thách muôn vàng, đường lập nghiệp gian nan xiết kề. Nào rừng rộng đồng lầy sông sâu núi hiểm, há quảng sông pha hiên ngang thay phù động diệt thù, dũng cảm thay sơn tinh trị thủy. Đẹp thay chữ đồng tử tình yêu như ngọc sáng gương trong, giỏi thay mai ăn tiên lao động như dời non lấp bề. Vẻ vang 18 vương triều rực rỡ trong đời thịnh trị, qua gian nan bao độ nổi thế kỷ 20, cờ giải phóng xua tan bóng tối, danh Bác Hồ vang dội đánh tay khắp toàn cầu, hết nạn thực dân mộng đế quốc tan thành mây khói. Thế mới biết nước giàu không chỉ quân lương, dân mặt còn nhờ đạo lý, coi sơn hà xã tắc là thiên, lấy độc lập tự do làm quý. Chúng con nay trường tiểu học Lê Văn Tám nhớ lại tổ tông, tìm về cội rễ, bốn phương nam bắc tây đông, trong họ gái trai già trẻ, hân hoan muôn dặm trùng phùng. Là thầy giáo, những kỹ sư tâm hồn đang phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục, dạy các em học để làm người, học để chung sống, học để hòa nhập cộng đồng, cùng chung tay chung lòng chung sức xây dựng nước Nam giàu mạnh, đưa đất nước sánh vai với cường quốc năm châu, cho thỏa lòng lương sư ưng quốc, trước tương lai mở rộng tâm hồn, vì sự nghiệp nâng cao trí tuệ. Bác Hồ dạy, hoàn thành nhiệm vụ vượt mọi khó khăn, thắng mọi kẻ thù, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, kính cận một chầu đại lễ. Xin tổ vương vạn thế linh thiêng giúp con cháu trong điều chỉ vệ, giữ muôn đời hồng lạc tinh hoa, cao môn trường hùng vương khí thế.
Yeah.
Lê Văn Tám đã hoàn thành và xin mời tất cả các bạn học sinh chúng ta ngồi xuống.